Hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc camera quay lén. Có thể gọi nó là một chiếc camera quay lén siêu đỉnh đến từ nhà Insta360. Thì đây, chính là chiếc Insta360 Go này. Và tôi đang thực hiện quay bằng chiếc Osmo Pocket. Mặc dù đã rất là bé rồi nhưng mà chiếc camera nó còn bé hơn rất nhiều. Nó chỉ bằng một ngón tay của chúng ta thôi. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đập hộp và khám phá chiếc Insta360 Go này. Chiếc camera này thì nó chỉ nhỏ gọn, có 20g thôi, rất là bé. Đó. Và bên cạnh cái sự nhỏ gọn đó thì nó còn bao gồm cho chúng ta một cái khả năng chống rung mà độc quyền của Insta360, nó có tên gọi là Flow State Stabilization. Bên cạnh đó thì nó có khả năng Auto Editing, Hyperlapse và khả năng chống nước, Hand Free và Mount Anywhere, tức là chúng ta có thể sử dụng cái mount này ở bất cứ đâu. Đó. Đấy là những cái phụ kiện nằm bên trong chiếc hộp Insta360 này. Và đây là hình ảnh. Đó, đây là hình ảnh của những cái bộ phụ kiện chúng ta có trong này. Một chiếc dock để gắn chiếc camera của chúng ta vào điện thoại. Và Tokyo Camera thì đang có sẵn sản phẩm Insta360 Go với cái mức giá thì vô cùng là hấp dẫn. Và tôi để đường link của sản phẩm phía bên dưới video, chúng ta cùng xem. Và bây giờ chúng ta cùng đập hộp nào. Thì là hôm nay giới thiệu chúng ta một chiếc camera quay lén, cho nên tôi sẽ review theo phong cách lén lút để cho anh em thấy được cái sự hồi hộp. Ok. Bên cạnh đó thì sản phẩm này cũng đang được bán trực tiếp trên Apple Store. Gì nhỉ? Chưa bao giờ có một cái view đi review nó đẹp như thế này. Tôi đang ngồi ở một quán cà phê ở trên phố Huế. À, đây nó tháo ở đây. Ok. Ok. Đó. Insta360 Go. Tôi chưa bao giờ tôi đập hộp chiếc nào như thế này, cho nên là chúng ta sẽ vừa đập hộp vừa khám phá vậy. Các bạn nhìn cái thiết kế này có quen không? Tôi thấy rất là quen, rất là giống cái chiếc AirPods Pro mới ra. Chiếc tai nghe với giá hơn 7 triệu. Đó, thiết kế rất là giống của Apple. Thấy chưa? Tua ra này. Ở dưới này sẽ là một cái chân Lightning để cắm cho iPhone, các thiết bị iPhone cũng như là iPad. Đó. Thật sự nhìn rất là giống một chiếc AirPods. Rồi để nó xuống, chúng ta sẽ cùng đi khám phá những cái sản phẩm khác nữa. Phụ kiện khác bên trong hộp. Đây là một chiếc cáp USB-C to micro USB. Bên trong này sẽ là cái gì đây? Một cái mount để đặt chiếc Insta của chúng ta. À, để kẹp. Kẹp vào đâu đó. Nó không bẻ được. Ok. Ngoài ra thì Insta vẫn luôn cho chúng ta những cái tem để chúng ta có thể dán lên. Những cái logo thì có thể dán lên máy tính hay là xe cộ các thứ. Cũng bảo hiểm chẳng hạn. Rất là đẹp đúng không? Chất lượng của cái logo lần này tôi cảm thấy là nó in đẹp hơn, in sần chứ không còn in bóng như những cái lần trước nữa. Đó, và đây là một cái mount khác. Đây là những cái mount. Ok. Có vẻ như cái mount này chúng ta cho nó đứng được. Cố định. Đây sẽ là một cái mount để chúng ta có thể đeo vào cổ phía đằng phía bên trong áo. Bây giờ sẽ đeo thử nhé. Cảm giác như là Iron Man vậy. Sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Sẽ bỏ chiếc Insta này ra, nhấc chiếc Insta này ra. Nó cũng có nam châm luôn, rất là chắc. Tôi từ đầu tôi tưởng cái nam châm này nó sẽ không được chắc cho lắm, nhưng mà tôi không biết nó sẽ chắc đến mức đấy. Và đặt lên đây. Đó. Ok. Và anh em có thể thấy nhìn rất là giống Iron Man đúng không? Hấp dẫn.
Ok. Trở lại. Rất là run, chưa bao giờ tôi cầm một chiếc camera mà nó bé như thế này. Siêu nhỏ. Đó, đằng sau là những cái chân đồng để chúng ta có thể lắp trực tiếp vào cái đốc này. Đó, và bên dưới sẽ là 5 châm để chúng ta gắn vào cái đốc của chúng ta. Đây. Đó, chúng ta sẽ đặt lên đây. Dính rất là chắc luôn. Và một chiếc cáp sạc nữa. Ngoài ra thì sẽ có ở đây là cái này là miếng băng dính 3M để cho phép chúng ta có thể gắn lên những cái bề mặt, đó, ví dụ như là trên xe cộ các thứ, chúng ta gắn lên cửa kính đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi mày mò cái con ISA360GO này. Đây sẽ là chiếc camera của chúng ta. Camera này thì có cái chất lượng là Full HD chứ không phải là 2.7K hay là 4K. Tôi cảm thấy điều này khá là tiếc khi mà ISA không trang bị cho chiếc camera của mình lên 2.7K hoặc là 4K. Nó sẽ có cái chất lượng tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái trọng lượng nhỏ gọn như thế này thì Full HD cũng tôi nghĩ là cũng đủ cho chúng ta sử dụng rồi, đúng không nào? Tất cả những cái đốc ở đây đều có nam châm hết, chúng ta đều có thể gắn được. Ở trong cái đốc sạc của nó thì bên cạnh đây chúng ta sẽ có một cái chân micro USB. Lại là micro USB 2019 nhưng mà vẫn là micro USB và sắp sang 2020 rồi. Tôi cũng hiểu các nhà sản xuất tại sao lại không thể đầu tư chăm chút hơn cho cái sản phẩm của mình một chút mà lại cứ phải là micro USB mà không phải là Type-C. Khó hiểu. Đó, và khi mà chúng ta lắp vào như thế này thì nó đã báo là đang được sạc rồi. Rất là hay, nó sẽ bao gồm sạc dự phòng cho chúng ta luôn. Ngoài ra thì nó sẽ là một cái bộ chuyển đổi dữ liệu trực tiếp. Nó không tháo được. Cái chân kết nối của cái dock này không tháo được, tức là chúng ta chỉ có thể sử dụng cho iPhone, những cái thiết bị của Apple thôi, bởi vì đây là chân Lightning. Có lẽ là cái dây cáp này sẽ sử dụng cho những cái thiết bị Android mà sử dụng cáp USB Type-C. Đó, chúng ta sẽ cắm vào cái cổng micro này, sau đó thì đưa đầu ra các cái thiết bị điện thoại. Có lẽ vậy. Ngoài cái việc mà kết nối trực tiếp qua dock thì ISA360GO cho phép chúng ta kết nối qua cả Bluetooth nữa. Easy Clip. Đây, chính là cái kẹp này. Cái kẹp này giúp chúng ta có thể kẹp lên những cái khăn ở trên đầu hay là kẹp lên bất cứ một cái quai nào đó phẳng. Ngoài ra thì chúng ta có thể kẹp hai đầu luôn bởi vì nó đều có hở ra lỗ mic cho chúng ta. Hai đầu đều có chiếc lỗ mic ở trên. Khó hiểu nhờ, tại sao lại không có khe cắm thẻ nhớ nào thế nào? Hoạt động độc lập à? Uầy! Chỉ cần ấn cái nút ở đằng sau là nó tự quay rồi anh em ạ. Hey, hiện tại nó đang báo nó đang quay rồi này. Đó. Và nó rung lên một cái, rung rất là mạnh. Với kích thước cái này thì các chị em có thể sử dụng làm cái gì đó. Ok, rung khá là mạnh. Đó, khi mà chúng ta dừng quay thì nó cũng rung lại một lần nữa. Là cái đèn này nó sẽ tắt luôn. Ok, lắp nó lại, sạc một chút đi. Tôi nghĩ là tôi sẽ sạc một chút và chúng ta sẽ cùng đi quay test cái sản phẩm, test cái khả năng chống rung cũng như là hyperlapse các thứ và khả năng quay tối. Hiện tại thì cũng khá là muộn, trời cũng đang tối rồi. Và chúng ta sẽ cùng lên phố đi bộ và chúng ta sẽ quay test cái sản phẩm này freehand. Chúng ta sẽ không cần dùng đến tay, đeo nó ở cổ và di chuyển thôi. Hấp dẫn phết. Nhưng mà theo như tôi quan sát ấy, thì chiếc cái lens của camera này nó sẽ hơi lồi lên một chút này. Đó, và cái gờ xung quanh nó sẽ không bảo vệ được. Thì tôi nghĩ đây nó cũng sẽ là một cái nhược điểm khiến cho chiếc camera của lens này rất là dễ xước nếu mà chúng ta dùng không cẩn thận. Đó. Đây bây giờ nó đã bị bám dấu vân tay của tôi lên đây rồi. May là dấu vân tay chứ nếu mà dấu vân của một cái gì đó khác mà bám lên đây chắc chắn nó sẽ không được xóa đi được. Ở đây sẽ bao gồm một cái nắp cho chúng ta đậy vào. Tại sao không phải là nắp mở ra úp vào như kiểu AirPods nhỉ?
cá nhân tôi khá là thích cái mao để chúng ta có thể đeo vào cổ như thế này. Nó có một cái sự tiện lợi vô cùng ấy. Thực sự là một chiếc action cam khá là tốt. Không chỉ tiện mà nó còn có khả năng dính rất là tốt, thế nên chúng ta không phải lo là sẽ rơi trong quá trình sử dụng. Tất nhiên là nếu mà chúng ta hoạt động mạnh quá như là đi leo núi hay là chạy marathon các thứ thì khả năng rơi cũng khá là cao. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ hoạt động bình thường, chạy nhảy nhẹ nhàng bình thường thì nó khá là chắc chắn cho chúng ta. Tôi thấy thế và lát chúng ta sẽ thử test xem. Rơi thôi. Của nhà trông được mà. Đó. Lại dính tiếp, lại dính vào bàn tiếp. Đây. Chúng ta có thể thu gọn cái dây lại. Đó. Thấy không? Với những người cổ bé này, chúng ta có thể đeo lên những cái cổ khác, không phải là cổ người. Chúng ta thắt cái dây lại. Đơn giản. Thật sự là nhà sản xuất thiết kế ra một cái sợi dây có thể thắt được lại như thế này rất là thông minh. Cái miếng dán này có một cái đặc điểm vô cùng là hay, chúng ta có thể nhìn ở đây đó, tức là nó có thể sử dụng nhiều lần. Nhà sản xuất có ghi ở đây là keep me reapply this over after use, tức là chúng ta có thể dán nó lại và sử dụng cho lần dùng tiếp theo, chứ nó không như là những cái miếng dán 3M của những chiếc GoPro hay là Osmo Action, chúng ta chỉ sử dụng được một lần và dán cố định lên vật đó thôi. Còn cái miếng dán này chúng ta có thể bóc ra và dùng lại nhiều lần. The spec rất là tốt, rất là đỉnh. Chúng ta sẽ không cần phải tìm mua những cái miếng dán 3M trên Shopee hay Lazada nữa. Thực sự đây là một cái sự cải tiến, mặc dù nó nhỏ thôi nhưng mà tôi rất là thích cái điều này. Cái công nghệ chống nước của chiếc Insta 360 Go này có tên là Go IPX4. Đó. Thì cái công nghệ này cho phép chúng ta ngâm trong nước lên đến 10 giây. Tức là nó cũng không hẳn là chúng ta có khả năng ngâm trong nước mà chúng ta có thể đi mưa các thứ. Nói chung là khả năng rửa rội là thoải mái, không phải lo nước nó sẽ vào trong đời chiếc Insta360 Go này. Còn cái việc mà chúng ta đem đi lặn lội hay là bơi thì tôi nghĩ là không khuyến cáo anh em cho lắm. Thật sự là tôi rất là thích cái thiết kế này, nó làm tôi liên tưởng đến chiếc AirPods. Thật sự rất là giống luôn ý. Cũng là một cái nút ở đây và một cái đèn báo siêu nhỏ ở bên cạnh. Ok, và tạm thời tôi sẽ tạm dừng cái quá trình đập hộp lén lút của tôi tại đây và chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài và đi test thực tế cái sản phẩm này ở ngoài. Thì thật sự là nếu mà đi quay ở ngoài chỗ Home Pocket này thu tiếng tôi không có mic cho nên là thu khá là kém, nên tôi phải dùng một chiếc mic điện thoại như thế này. Đó, và thu tiếng với điện thoại về ghép tiếng sau. Còn nếu mà đoạn nào tôi không thu tiếng được thì anh em thông cảm nhé. Rồi chúng ta cùng đi thôi. Let's go. Ok. Sau một hồi loay hoay thì tôi đã tìm ra cách để có thể kết nối Bluetooth vào chiếc Insta 360 Go và bây giờ tôi đã kết nối được rồi. Đó. Hiện tại tôi đang có mặt ở trên phố đi bộ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng ấn quay để cho nó quay một đoạn. Chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta sẽ test cái chất lượng camera khi mà chúng ta quay tối. Nó sẽ như thế nào. Ok. Chế độ quay là 60 giây. Standard video. Đó. Bây giờ tôi sẽ ấn quay. Sau khi mà nó tự động ngắt thì nó sẽ rung một cái rất là mạnh để chúng ta có thể biết được là máy đã ngừng quay. Thật sự là khi mà tôi quay bằng chiếc Insta 360 Go thì không ai để ý đến cái sự hiện diện của chiếc camera này cả. Gần như là không có ai biết là tôi đang quay ở đây. Tôi có thể quay bất cứ cái gì mà tôi muốn, tôi chỉ cần đứng hướng về phía đó thôi. Ok. Và vừa xong thì anh em đã xem qua cái khả năng quay tối của chiếc Insta 360 Go này. Thì hôm qua thực sự là lúc đó trời khá là tối, nhưng mà chúng ta xem cái chất lượng hình ảnh ở trên chiếc Osmo Pocket chúng ta đã thấy nó khá là tối. Và theo như tôi thấy thì hình ảnh ở trên chiếc Insta 360 Go này quay được lại nó cũng khá là sáng chứ nó không hề tối cho lắm. Đó. Và tuy nhiên thì lúc đó có thể là cái bề mặt
ống kính của camera này nó hơi bị bám vân tay một chút, cho nên là khi mà bị ánh sáng chiếu từ góc nghiêng vào thì nó sẽ bị lóa đó, thì chúng ta nhìn hình ảnh nó sẽ không được đẹp cho lắm đó. Và hôm nay thì tôi sẽ quay test cái khả năng chống rung cũng như là cái khả năng bám dính của nó ở trên chiếc mao này. Đây thì hôm nay tôi có mang theo nó một chiếc mao đó, chúng ta có thể thấy ở đây. Thì lát nữa tôi sẽ chạy và chúng ta sẽ test cái mao này xem là nó có bám dính được tốt hay không. Thì để cho mà nó khách quan thì tôi sẽ hai tay sẽ cầm hai chiếc máy và tôi sẽ test cái khả năng chống rung của nó cho anh em xem. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ thử, đầu tiên chúng ta sẽ thử chạy và cầm chiếc Osmo Pocket cũng như là chiếc Itai 360 Go này cùng chạy để xem là khả năng chống rung của nó đến đâu. Ok, quay này. Rồi ok, vậy là tôi đã vừa chạy và quay bằng chiếc Itai 360 Go. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ thử test cái khả năng bắt dính của nó ở trên cái mao này để xem là nó có được dính chắc, nó có dễ bị rơi ra hay không. Bây giờ tôi cầm này, tôi chạy. Và vừa xong là tôi đã test cái khả năng chống rung cũng như là cái khả năng bắt dính của nó ở trên cái mao này, mao nam châm này đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử cái tính năng hyperlapse của nó xem sao. Ok, hyperlapse tôi sẽ connect bluetooth vào. Thì clip hướng dẫn connect bluetooth cũng như là cái clip hướng dẫn connect bằng dock để lấy file tôi sẽ làm trong một cái video riêng ngay sau video này, mời anh em cùng đón xem. Và bây giờ chúng ta sẽ test cái khả năng quay hyperlapse của nó xem sao. I'm your anchor, I told you you're my pole. Through the wind and fire we try to hold on. We build this ship together, searching for a home. Despite the storm that hit us, we're still on board. Dancing in the moonlight, the world just stops and stares. We got no destination, I'll take you anywhere. All the doors we've opened and all the books we've closed, words just come together, story that we never told. So forsaken for my own, you said just keep holding on. If you're about to break, oh, I always be your captain. From our failures we have grown, you said just keep. Ok, vậy là anh em đã vừa xem xong cái clip đập hộp cũng như là trên tay nhanh chiếc Insta 360 Go này. Thì tôi cũng chỉ muốn nói một số điều trước khi mà kết thúc video, một số những cái nhận định cá nhân tôi về chiếc Insta 360 Go này thôi. Đầu tiên về một cái điểm mà tôi rất là hài lòng mà nhà sản xuất đã mang đến cho cái sản phẩm này, đó không phải là trên chiếc Insta 360 mà trên chính cái chiếc mao tôi đang đeo ở đây, chiếc mao nam châm này. Thực sự thì nó không chỉ đơn giản là một chiếc mao cho chúng ta có thể hand free, tức là chúng ta không cần sử dụng đến tay, mà thậm chí nó cho chúng ta một cái góc nhìn thứ nhất của người xem, những cái mà người quay muốn truyền đạt đến khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta làm một hoạt động nào đó, thì cái góc nhìn này nó giúp cho người xem có thể tưởng tượng ra được. Đó là một cái hay của góc nhìn thứ nhất mà những cái dòng máy quay khác không thể có được. Và đó là lý do vì sao mà tôi rất là thích cái mao nam châm này đó. Và cái điểm mà tôi hài lòng tiếp theo đó chính là cái độ nhỏ gọn của chiếc Insta 360 Go này. Nó chỉ nặng có 20g cho một chiếc camera. Và khi mà tôi đeo lên ấy thì rất là nhiều người không hề biết là tôi đang quay, và người ta chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một cái món đồ trang sức gì đó, một cái món đeo cổ hay là một cái phụ kiện gì đó đứng ở trên áo thôi, không ai biết là tôi đang quay cả. Đó là một cái điều mà tôi rất là ưng ý. Điểm thứ ba đó chính là cái khả năng sạc trực tiếp ở trên cái dock này. Chúng ta có thể sạc trực tiếp ở trên đây mà không cần dùng đến cục sạc, nó như là một cái cục sạc dự phòng của chúng ta luôn. Có thể quay trong một ngày chẳng hết pin được, đó là một cái điều rất là hấp dẫn. Ngoài ra thì cái dock này cho phép chúng ta có thể kết nối trực tiếp với cả điện thoại để chúng ta có thể lấy file trực tiếp từ chiếc Insta 360 Go này ra và có thể edit trực tiếp luôn và up lên mà không cần phải thông qua máy tính.
Và đó là một số những cái điểm mà tôi rất là hài lòng trên chiếc Isa 360 Go này. Ngoài ra thì có một số những cái điểm mà tôi chưa thực sự hài lòng cho lắm. Đầu tiên là phải nói đến chất lượng của camera. Thì camera này chỉ mang lại được cái chất lượng là Full HD, và khi anh em xem qua clip thì có thể anh em đã thấy cái độ rỗ của hình ảnh. Khi mà tôi đang sử dụng quen những cái sản phẩm của DJI, hay là nói ngay đến chiếc Insta360 One X thôi. Tất nhiên là với chiếc camera của One X thì nó cũng khá là lớn để có thể trang bị 2, à, để có thể trang bị được 5,7K thì nó cũng không có phải là điều quá là khó khăn. Nhưng mà trên chiếc đàn em của nó, Insta360 Go mà chỉ được trang bị đến Full HD 25fps thì tôi nghĩ đây là một cái thông số khá là thấp cho camera ngày nay. Hầu hết là đều được trang bị lên đến 4K rồi. Đó là một cái nhận định hơi có phần khó tính một chút đến từ tôi, bởi vì là trước giờ tôi đều dùng những cái thiết bị có quay có độ phân giải cao, cho nên là khi sử dụng lại một cái thiết bị quay có độ phân giải Full HD thì thật sự không hài lòng cho lắm. Đó. Còn nếu như mà chúng ta chỉ sử dụng chiếc camera này với những cái mục đích mà nó không phải là quan trọng cho lắm, mà chỉ là những cái quay những cái vlog hàng ngày, quay những cái cảnh behind the scene hay là những cái hoạt động nào đó thật là nhẹ nhàng, thì đây thực sự là một chiếc camera quá là tuyệt vời, bởi vì nó thực sự rất là nhỏ gọn cho chúng ta. Đó, và tiện lợi. Chúng ta sẽ không cần phải cầm chiếc camera trên tay như tất cả các cái dòng máy khác, chỉ cần đặt nó lên cổ và bấm quay, mọi thứ đã xong. Một cái điểm không hài lòng tiếp theo đó chính là chiếc camera này. Từ qua đến nay thì tôi có mày mò thì tôi đã test mọi thứ, nó chỉ quay được 60 giây trên mỗi clip, tức là hết 60 giây chúng ta phải ngừng lại và quay sang clip khác. Thì tôi không biết là có cách khắc phục cho chiếc camera này không, thì tôi sẽ, nếu mà có thì tôi sẽ làm nó trong cái video tiếp theo cho anh em, đó là cái video hướng dẫn connect với cả Bluetooth. Còn ngoài ra thì chiếc camera này đã được trang bị bộ nhớ trong là 7GB, và chúng ta có thể thoải mái quay những cái video Full HD bình thường mà không hề lo hết dung lượng đó. Còn nếu mà hết ấy, thì chúng ta có thể copy file qua điện thoại và xóa file ở trên máy quay này đi và tiếp tục sử dụng tiếp. Vừa xong là những cái nhận định cá nhân của tôi về chiếc Insta360 Go siêu nhỏ gọn này. Đó. Còn anh em cảm thấy thế nào về chiếc camera này? Hãy để bình luận ở phía dưới nhé. Và đây là AirPods Pro. À nhầm. Và đây là Insta360 Go. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.